Chào mừng các bạn đến với Minh Xe Cao Shop. Mỗi cuối tuần thì mình sẽ mang tới cho các bạn các mẫu mô hình mà bên mình sẽ giảm giá, đưa đến cho các bạn với giá tốt nhất. Đầu tiên là mẫu mô hình xe mô tô KTM 690 tỷ lệ 1.12 của hãng Milestone. Mẫu này bên mình thì chỉ còn một con duy nhất để cho các bạn giá tốt với giá là 200.000 đồng. Nắp bình xăng thì được làm bằng kim loại này. Khung này cũng được làm bằng kim loại này. Bánh xe thì làm bằng cao su và các chi tiết thì được làm bằng nhựa. Xe thì có nhún. Chân trống và đầu xe thì quay được. Gương cũng được làm rất là thật. Tiếp theo là mẫu Zichum GS8 tỷ lệ 1.32 của hãng Liwao. Chiếc xe này thì không có hộp bên ngoài mà đựng trong 12 chiếc. Mẫu này thì bên mình có màu trắng và màu đen. Xe thì mở được hai cửa bên. Có âm thanh đèn điện luôn các bạn nhé. Cốp sau và cả capo trước. Đường nét logo thì làm rất là đẹp, nước sơn khá là tốt. Mẫu xe này thì bên mình đang để giá tốt cho các bạn là 150.000. Cửa gió trên thì đóng mở ra được. Tiếp đến là mẫu Civic Type R tỷ lệ 1.32 của hãng Mini Auto. Mẫu này thì mình từng làm một video chi tiết về nó nên thì mình sẽ để ở phía bên dưới cho các bạn tham khảo. Mẫu này thì có hai màu trắng và đen. Xe thì mở được full nội thất, mở được hai cửa thôi và nắp capo trước sau. Xe thì có cả âm thanh đèn điện nữa các bạn nhé. Với mẫu này thì bên mình cũng đang giảm giá cho các bạn là 160.000 đồng. Tiếp đến là con Bugatti Chiron tỷ lệ 1.24 của hãng Milestone. Mẫu
với tỷ lệ 1.24 của hãng Maestro thì nước sơn cực kỳ là đẹp. Các logo hay dòng chữ trên xe cũng khá là chi tiết. Viền xe và bánh xe, bộ la răng của xe thì được mạ một lớp màu chrome sáng bóng. Với tỷ lệ 1.24 của hãng Maestro thì hơi tiếc là chỉ mở được hai cửa thôi. Mẫu này thì bên mình đang giảm giá cho các bạn 350. Và cuối cùng là mẫu Audi R8 LMS, tỷ lệ 1.24 của hãng MSZ. Mẫu này thì được đặt ở trong một chiếc hộp có đế Mica rất là chắc chắn. Xe thì mở được hai cửa bên. Chỉ mở được hai cửa bên thôi các bạn nhé. Đây là một mẫu xe đua hãng Audi. Và lớp kính động cơ cũng được làm rất là chi tiết. Với mẫu này thì bên mình chỉ còn đúng một chiếc duy nhất. Để cho các bạn giá gốc là 280.000 đồng. Và trên đây là 5 mẫu xe mà bên mình đang giảm giá. Các bạn lựa chọn mẫu nào thì hãy liên hệ đến số điện thoại mình để ở phía trên hoặc là fanpage mô hình xe gạch dưới Casup. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video giới thiệu sản phẩm và giảm giá của bên mình. Cảm ơn các bạn đã xem.